phải không? Như vậy thì tự tâm nó đủ hết, còn rời tự tâm á, mà bố thí mà trì giới á, thì sao? Nếu mà rời tự tâm mà có bố thí có trì giới, nếu mà rời tự tâm mà có bố thí trì giới đó, thì là bố thí trì giới ở trong danh tự, ở trong chữ nghĩa, hoặc là bố thí trì giới ở trong cái tướng ngã, phải không? Đó. Cũng như rời cái tự tánh mà mình làm á, tức là rời tự tánh mà mình làm bố thí, rời tự tánh mà mình làm trì giới á, thì luôn luôn là làm có tướng ngã trong đó, phải không? À, bố thí thì có tướng ngã ta bố thí, không? À, mà khi ta bố thí á, thì mình cho cái người đó thì sao? À, thì mình nhớ là ta làm chuyện đó, ta ban ơn cho người đó, không? Nếu mà lâu lâu cái người đó không biết ơn thì sao? Thì rõ ràng có tướng ngã liền, phải không? À, còn trì giới cũng vậy, không? À, ta trì giới thanh tịnh, phải không? Ta giới thanh tịnh, à, thì cái người kia sao? Thấy cái người kia không trì giới thì sao? À, chê liền, phải không? À, thì có tướng ngã trong đó liền, mà có tướng ngã thì đâu thành ba la mật được, phải không? Cho nên giờ tự tánh mà làm á, thì không thể là bố thí hay là gọi lục độ ba la mật được. À, thì vậy ngay trong tự tánh nó đủ là phải từ trong tự tánh đó nó phát ra, phải không? Mà ở trong gọi là trong phá tướng luận á, nó nói rằng ngay trong sáu căn này đầy đủ hết à, à lục độ ngay trong sáu căn, mắt tai mũi lưỡi này đủ hết, khỏi phải tìm đâu khác hết. Cho nên trong phá tướng luận hỏi rằng, có câu hỏi như kinh nói rằng sáu ba la mật gọi là sáu độ, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà ở trong đây á, thì nói rằng sáu căn thanh tịnh gọi là ba la mật, vậy là thế nào mà hiểu thông được? À, tức là trong phá tướng luận nói rằng sáu căn thanh tịnh là ba la mật, rồi gọi là nói là sáu độ, thì nghĩa đó là thế nào gọi là sáu độ? Thì đây mới giải thích, trong đó mới đáp rằng muốn tu sáu độ thì phải thanh tịnh sáu căn. À, trước là hàng phục cái sáu giặc, à, sáu giặc hay xả giặc mắt á, lìa các cái sắc cảnh gọi là bố thí. Mắt mình á, xả cái sắc cảnh bên ngoài, tới sắc trần á, mắt nó bố thí, tức là mắt nó buông, nó không theo các cái sắc, thì đó gọi là bố thí. Rồi hay ngăn trừ cái giặc tai đối với thanh trần kia, chẳng để cho buông lung, gọi là trì giới. Tai nó không có buông lung theo tiếng theo thanh trần, đó gọi là trì giới. Rồi hay khắc phục cái giặc mũi, bình đẳng với các cái mùi thơm hay hôi, tự tại hòa thuận, gọi là nhẫn nhục. À, tức là cái giặc mũi này đối với các mùi thơm mùi hôi đó cũng bình đẳng, chứ không có phân chia, không phân biệt hết, nhẫn nhục đối với các mùi hết, à, thì đó gọi là nhẫn nhục. Rồi hay ngăn giữ cái giặc miệng, không? Chẳng tham các vị, rồi ca ngâm giảng nói gọi là tinh tấn. Tức là cái lưỡi, à, không tham các mùi vị, cũng như là không có theo những cái ca ngâm giảng nói lung tung, à, thì đó gọi là tinh tấn. À, rồi hai hàng phục cái giặc thân đối với các cái ham muốn gì xúc chạm, lặng trong chẳng động, gọi là thiền định. Tức là cái thân này đối với các cái thứ xúc chạm, à, đều tâm nó trong lặng không động, thì đó là thiền định. Rồi hay điều hòa giặc ý, chẳng thuận với vô minh, thường tu giác tệ, gọi là trí tệ. Tức là trong cái ý này thường giác tuệ luôn luôn, không có để cho cái nó mê mờ, thì đó là trí tuệ. Sáu độ nghĩa là chuyên chở, chữ độ nghĩa là chuyên chở. Sáu ba la mật dụ cho thuyền bè, nó hay chuyên chở chúng sanh đưa qua đến bờ kia, gọi là sáu độ. Thì vậy là ngay trong sáu căn này đầy đủ lục độ hết. Thì thấy đâu có phải tìm lục độ bên ngoài. Nhiều khi giờ quý vị nghe nói là tu sáu ba la mật là phải thế này phải thế kia, cho nên cứ lo tìm bên ngoài để làm không à, mà quên mất sôi lại mình. Cho nên làm cho tốn công nhiều nhưng mà không thành ba la mật được, phải không? Bởi vì cái hướng ở bên ngoài mà làm thì không thành ba la mật được, mà phải sôi trở lại nơi tự tâm mình đó, nơi tự tánh mình mà làm thì mới thành ba la mật được. Ở đây là giải thích ba la mật theo sáu căn đó, không? Chứ còn nếu mà nói rõ thì ngay tự tánh thôi, nghĩa là tự tánh mình nó hay xả tất cả là bố thí ba la mật, phải không? Tự tánh mà xả tất cả là bố thí ba la mật chứ gì.
rồi tự tánh mình nó hay lìa tất cả lỗi lầm, là trì giới ba la mật chứ gì. Ngàn hai tự tánh mà tự tánh lìa tất cả lỗi là trì giới ba la mật. Rồi tự tánh mình nó hay lìa tất cả những nóng giận thì đó là nhẫn nhục ba la mật. Ngàn hai tự tánh là đủ thôi. Rồi tự tánh hay lìa tất cả giải đãi, tự tánh thì lại không có giải đãi, cho nên trong tự tánh lìa tất cả giải đãi là tinh tấn ba la mật. Rồi tự tánh hay lìa tất cả tán loạn, tự tánh thì đâu có loạn, thì đó là thiền định ba la mật. Rồi tự tánh hay lìa tất cả si mê là trí tuệ ba la mật, phải không? Tự tánh thì đâu có si mê. Thì như vậy ngay chỉ trong tự tánh đó, thì nó mới có thể lìa tất cả được, phải không? Nghĩa là ngay trong tự tánh thì mới có thể lìa tất cả được, chứ còn ngoài tự tánh đó, thì khó mà lìa tất cả. Vì kiểm lại phải không? Cho nên ngoài tự tánh đó, thì thế nào cũng phải rơi vào tướng ngã. Còn ở trong tự tánh thì nó mới lìa tất cả được, mà lìa tất cả thì mới thành ba la mật được, chứ còn chưa lìa tất cả thì không thành ba la mật. Cho nên ở đây là rõ là ngay trong tự tánh đó đầy đủ ba la mật là như vậy đó, mình thấy rõ trở lại ngay tự tánh đầy đủ hết. Bởi vậy mà Lục Tổ khi mà ngộ lên thì ngày la có câu là la là sao, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, trong tự tánh đầy đủ hết, nghĩa là ngay ngộ được tự tánh rồi thì từ trong tự tánh đó đó mà nó khởi cái dụng ra thì nó mới là diệu dụng không có cùng tận được. Bởi tự tánh nó không có cùng tận, thấy không? Tự tánh là bất sanh bất diệt, cho nên nó không có tận, không tận cho nên là cái dụng nó cũng không có tận. Thì đó gọi là mình dùng của báo ở trong nhà mình, thấy không? Nghĩa là trong tâm mình đó, trong tự tánh mình dùng ra thì đó gọi là của báo trong nhà. Mà của báo trong nhà thì mới dùng hoài không hết. Còn nếu mà của báo mà mình mượn, mà vay mượn tự ngoài thì sao? Thì dùng có lúc cũng phải hết, phải không? Còn của nhà mình là dùng mới không hết, còn mượn thì dùng có lúc phải hết. Cho nên ở đây nói thẳng ra, mình ngộ được cái vô sư trí nữa mình đó, thì từ cái vô sư trí đó đó ứng dụng ra thì nó mới thành ra những cái diệu hạnh, cho nên gọi là muôn hạnh đầy đủ trong đó. Thì cái đó mới là nó có cái sức để mà giữ gìn cái sức sống của Như Lai, phải không? Nghĩa là cái sức mà từ trong cái vô sư trí đó thì mới giữ gìn được cái sức sống của Như Lai mới được. Do đó mà quý vị mà nếu mà học kinh Pháp Hoa thì mới thấy cái phẩm tùng địa dũng sức là Phật không cho, tức không nhận các Bồ Tát từ các phương khác đến mà trì kinh Pháp Hoa, phải không? Mà Ngài bảo rằng cái cõi Ta Bà của ta đây thì có vô lượng Bồ Tát rồi, đủ sức để mà trì, phải không? Nhưng mà khi mà Ngài nói như vậy thì sao? Vừa nói xong thì đất nứt lên, phải không? Đất nứt, Bồ Tát vô số từ lòng đất đấy vọt lên. Thì quý vị thấy đó là cái ý nghĩa đó ở đây đó. Bồ Tát tha phương tức là từ bên ngoài, từ ngoài vào thì Ngài không nhận. Còn ở đất, tức là đất tâm chứ gì khác, đất tâm á nó vọt ra thì cái đó là mới là đủ sức để mà giữ gìn Pháp Hoa. Pháp Hoa đây tức là tri kiến Phật chứ gì khác hết. Thì cái trí mà sẵn là mình đó, từ cái vô sư trí đó, đó thì mới đủ sức để mà giữ gìn cái tri kiến Phật nó không có mất. Nhưng mà có điểm á, là khi mà Phật vừa nói xong vậy đó thì đất liền nứt, Bồ Tát liền vọt ra. Thì vậy tại sao mà mới nói xong vậy đó thì cái Bồ Tát vọt ra liền, đâu mà nó cảm ngay mau vậy? Đó là bởi vì đây để cho thấy rõ, bởi vì Bồ Tát đó là chỉ cho những cái diệu dụng từ cái vô tri trí nơi chính mình, ở nơi chính mình, cho nên nghe nói là cảm ngay liền. Chứ còn nếu từ bên ngoài vào á thì nó còn thời gian, phải không? Rồi đất nứt ra tức là đất tâm của mình đây, như vậy thì đất tâm mà nó nứt ra thì vô tri trí trong này nó phát ra, thì trong đó diệu dụng đầy đủ, thì cái diệu dụng đó nó giúp mình giữ gìn cái sức sống của Như Lai hay là cái tri kiến Phật đó nó lâu dài, nó không có gián đoạn được, phải không? Nhưng mà quý vị nghe vậy chứ còn đất tâm của quý vị có nứt chút nào không? Nứt đó tức là sao? Nứt đó tức là tan vô minh giống gì hết, phải không? Tan vô minh nó rã sạch những cái tình chấp, thì cái vô sư trí nó hiện liền, phải không? Thì trong đó đầy đủ diệu dụng hết, phải không? Thì quý vị nghe vậy là tin nổi không? Sự thật lẽ thật là như vậy, nghĩa là mình sống được ở trong cái vô sư trí đó thì từ cái vô sư trí đó thì mình làm cái gì
thì sao? Nếu mà sống được vô tri trí thì từ cái vô tri đó mình làm thì làm cái gì cũng đều thanh tịnh sáng ngời hết, phải không? Rõ ràng nếu mà trong vô tri trí đó mình làm thì làm gì cũng thanh tịnh, cũng sáng ngời hết, thì hạnh nào cũng là hạnh Như Lai chứ gì. Thì vậy là muôn hạnh đầy đủ trong đó, dễ dàng tin không? Rõ ràng, phải không? Còn nếu mà hiểu theo chữ nghĩa thì mình thấy không làm sao tin nổi, phải không? Còn này thì rõ ràng, nếu mình ngộ được cái vô tri trí, sống được vô tri trí, từ đó mà ứng dụng ra thì làm cái gì cũng đều làm trong cái thanh tịnh, cũng sáng ngời hết, thì cái nào cũng đều thành diệu dụng hết, phải không? Cho nên là ở trong nhà thiền mà các ngài mới có nói là như là ông Bằng Quẩn khi mà ông ngộ, ông có làm bài kệ mà hai câu sau nó thần thông và diệu dụng thì gánh nước bữa củi đây đó. Thần thông diệu dụng tức là gánh nước là bữa củi chứ không gì khác, gánh nước bữa củi tức cũng thành thần thông diệu dụng. Còn mình bây giờ gánh nước bữa củi thì thành gì? Đó. Tại vì nghĩa tâm mình nó còn nghĩa là nhiễm nhiều quá, phải không? Cho nên gánh nước bữa củi là tức là thấy những cái phiền não không à, phải không? Gánh hơi mệt đổ mồ hôi là phiền não lên thôi, phải không? Còn ở đây gánh nước bữa củi cũng là thần trong diệu dụng hết, phải làm trong cái nghĩa là cái tâm thanh tịnh sáng ngời. Thì vậy cái nào cũng đều thành ra cái hạnh Như Lai hết, thì muôn hạnh đầy đủ trong đó, đầy đủ hết. Mình thấy dễ tin rõ ràng. Như vậy thì hai câu này cho mình thấy rõ trong tự tánh đầy đủ hết những cái diệu dụng, cũng là ngầm ý nói lên tự tánh Như Lai đó nó đầy đủ diệu dụng, chứ không phải trong đó mà nó chỉ có một chiều, nó là trong cái tự tánh đó là nó không có tướng, không có mạo gì hết, là nó thành ra nó không có gì hết, mà gọi là trong đó tuy không mà nó đầy đủ diệu dụng, phải không? Mà thường cái anh từ chuyên môn gọi là chân không mà diệu hữu. Trong cái đó nó không nhưng mà nó đầy đủ diệu dụng hết, gọi là trong thể nó có đủ cái dụng. Cho nên quý vị tu đừng có sợ, tu mà sống trở về tự tánh rồi thì không biết gì hết. Nhiều khi quý vị nghe nói tu mà cứ biểu buông vọng tưởng hoài, hết vọng tưởng thì biết gì đâu, phải không? Thì đừng sợ không biết, mà chỉ sợ làm sao? Chỉ sợ nghĩa là không hết vọng tưởng thôi, chứ đừng có sợ không biết. Rồi cái câu kế: trong mộng rành rành bài sáu thú, tỉnh rồi vắng bặt cả ba nghìn. Tức là trong mộng đó thì bài rõ hết cả, nghĩa là sáu thú, tất nhiên là lục đạo luân hồi đó, không? Tức là sáu thú đó là sáu, mà sao gọi là thú? Tức là sáu cái chỗ để mình sanh đến chứ không gì hết đó. Thú là chỗ để đi đến. Tức là sao? Là trời, người, Atula, không? Rồi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, là sáu chỗ đó, là sáu chỗ để mình đi đến, để mình thọ sanh, không? Chứ không gì hết. Vậy thì đây khi mê á thì sao? Là đầy đủ hết. Cho nên là trong mộng đó, trong mộng thì rành rành bài sáu thú. Tức là khi mê thì mình thấy sao? Thấy có mình thật, thấy không? Cảnh thật. Cho nên đời có đủ sáu nẻo luân hồi để mình đi, rõ ràng. Hãy thấy có mình thật, có cảnh thật thì phải có chỗ để đi thôi, phải không? Nà, không chạy trốn đâu khỏi hết. Nà, quý vị tu cách nào đi nữa mà còn thấy có ta thật á, thì không chạy đâu khỏi trong sáu chỗ đó hết. Tu gì tu nó hay cách mấy hay, phải không? Mà còn thấy có ta thật, có cảnh thật á, thì thế nào phải đi trong sáu chỗ đó, không chạy đâu khỏi hết. Nà, bởi vì hãy có ta thật thì phải có chỗ để đi đến, phải không? Nà, cho nên quý vị kiểm lại thôi. Thí dụ như nó đi thọ sanh thì cái gì thọ sanh? Ta đi thọ sanh chứ gì, phải không? Thì ta lành thì đi chỗ lành, còn ta giữ thì đi chỗ giữ. Còn nếu mà ta bất động thì sao? Thì đi chỗ bất động. Tức là mấy người gọi là tu mà tu cái nghiệp bất động đó thì sanh lên các cõi trời thiền định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, gọi là các cõi trời đó, gọi là tu cái nghiệp bất động, tu nghiệp thì cũng đi vào cái chỗ đó. Nghĩa là còn có ta là phải có chỗ đi. Quý vị thấy không? Rõ ràng vậy thôi. Nhưng mà cái ta đây là cái ta gì? Đó là cái ta vọng chấp thôi, chứ không phải là có cái ta thật, gọi là cái ngã tưởng. Cho nên ở đây mới nói sao? Trong mộng, ta là ta trong mộng, không?
Bởi vậy mà khi tỉnh rồi thì sao? Tỉnh rồi thì vắng bặt cả ba người. Khi mình tỉnh rồi á thì không còn thấy có ta, không thấy có chỗ nào để đi đến hết. Cho nên rồi cả ba nghìn thế giới cũng vắng bặt. Ba nghìn đây tức gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó, thấy không? Rồi thì sao? Tỉnh rồi thì vắng bặt cả ba nghìn. Khi mình tỉnh rồi á thì không còn thấy có ta, không thấy có chỗ nào để đi đến hết. Cho nên rồi cả ba nghìn thế giới cũng vắng bặt. Ba nghìn đây tức gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó, thấy không? Tất nhiên là cái này là theo trong các luận xưa giải thích đó, của Ấn Độ đó. Ấn Độ xưa thì giải thích là thế giới sao? Thế giới mình ở đây á, thì trong đó giải thích rằng thế giới ở đây gồm có một cái núi Tu Di ở chính giữa, phải không? Rồi chung quanh á, tức là núi Tu Di ở giữa biển, rồi chung quanh thì có bốn châu, phải không? Bốn châu là Bắc Câu Lô Châu, rồi Tây Ngu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, phải không? Rồi bốn châu ở bốn phía đó, cái núi Tu Di ở giữa, giờ phẳng lưng chừng cái núi Tu Di đó thì có bốn trời gọi là trời Tứ Thiên Vương ở bốn bên. Rồi trên cái đỉnh của núi Tu Di đó thì có trời Đao Lợi, thì Ngọc Hoàng Thượng Đế trên đó đó. rồi vòng vòng đó thì có 32 cõi trời chung quanh phụ, gọi là 33 cõi trời đó. Rồi lên những cái trên chút nữa thì có năm cõi trời kế nữa, gọi là cộng lại gọi là 6 cõi trời dục giới đó, thấy không? Rồi lên là trời sắc giới, rồi trời vô sắc giới. Thì như vậy đó là gọi là một tiểu thế giới, đó là một tiểu thế giới như vậy đó. Rồi 1000 tiểu thế giới đó mới gọi là một tiểu thiên thế giới, rồi 1000 tiểu thiên thế giới mới là một trung thiên thế giới, rồi 1000 trung thiên thế giới đó mới là một đại thiên thế giới. Đại thiên gọi là gồm 3 cái 1000, cho nên gọi là tam thiên đại thiên. Thì như vậy hồi xưa đó mà Phật còn thấy thế giới vô số như vậy rồi, thấy không? Thì lúc đó là chưa kính thiên văn diễn vọng kính gì hết, thấy không? Mà đã thấy như vậy rồi đó. Thì như vậy khi mà mình mê đó thì nghĩa là thấy đủ như vậy hết, thấy không? 3000 thế giới thì hiện bài đủ hết. Nhưng mà khi tỉnh rồi thì sao? Thì vắng bặt cả 3000 thế giới đó. Bởi vì tỉnh rồi thì liền rõ là sao? Xưa nay không một vật. Thấy rõ xưa nay không một vật rồi, trong đó vốn tự nó vô sanh rồi, thì là thấy ta không thật nè, cảnh cũng không thật. Cho nên là không có cái ý niệm là ta, là cảnh, cũng như là trong là ngoài, thì còn chỗ nào để mình đi đến đây? Vì thấy à, nếu mình không có cái ý niệm là trong ngoài, ta và cảnh, thì chỗ nào đi đến? Cho nên đây gọi là cả tam thiên đại thiên thế giới đó cũng bật dấu luôn, không chỗ nào để sanh đến. Cho nên bật dấu đó là không chỗ nào để mình đi đến hết, không chỗ nào để sanh đến hết. Nà, quý vị nghe vậy thì có tin nổi không? Nghĩa là tỉnh rồi á, thì cả tam thiên thế giới đó cũng đều bật dấu hết. Bây giờ xem ngồi đầy hết đây rồi bật ở đâu? Nà, thì vậy nó bật đó là bật làm sao? Cho nên nhiều khi mình hiểu là hiểu theo chữ nghĩa là bật, tức là nó tiêu hết, không? Nhưng mà đây á, phải xét kỹ lại. Bây giờ quý vị kiểm xét cho tột lại á, trước khi mà khởi niệm đó thì tam thiên đại thiên thế giới nó nằm ở chỗ nào? Trước khi mà khởi niệm đó, trước đó là tam thiên đại thiên thế giới không chỗ nào để mà đứng hết. Nhưng mà vừa động niệm thì có đủ hết. Bởi vì có động niệm thì tức là phải có cảnh, có niệm là phải có niệm cái gì đó, cho nên có động niệm thì cảnh nó liền hiện. Còn trước khi động niệm thì đâu có cảnh gì, thì về tam thiên đại thiên thế giới nó bật là bật ngay chỗ đó đó, chỗ mà trước khi động niệm đó đó, chứ không phải là phá thành nó tiêu hoại hết. Mình phải hiểu được cái ý đó, không? Bởi vì do tâm mình nó có chỗ sanh, không? Tức là tâm mình nó còn có chỗ sanh, cho nên mới còn thấy có chỗ để mà đến, cho nên gọi là thú là vậy đó, không? Mà đã có chỗ đến thì tất nhiên là ba cõi nó đều hiện, không? Tức là ba cõi hiện để cho mình ở, đến thì phải có chỗ ở. Còn bây giờ tâm mà nó bật ở chỗ sanh rồi thì thế giới 3000 chỗ nào nữa để mà ở? Tức là tâm không có chỗ sanh. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm mới có câu gọi là một người mà trở về nguồn chân thì 10 phương hư không thấy đều tiêu mất, không?
Một người mà trở về nguồn chân đó, thì mười phương hư không thấy đều tiêu mất. Nhưng mà rồi sau này á, thì có ngày thiền sư Huệ Minh vậy đó, ngài mới gạn lại có ông thượng tọa Minh Nhan. Ông hỏi chứ bây giờ ông như vậy thì ông có tin rằng từ xưa tới nay các bậc mà tiên đức hồi xưa tới giờ đó họ có ngộ không, có trở về nguồn chân không? Thì ông thượng tọa Minh Nhan nói đã là cái người mà tỏ ngộ không thì phải có chứ, không đó là tiên đức, tiên đức thì tức là phải có tỏ ngộ. Thì ngài này thượng tọa Huệ Minh ngài nói, ngài thiền sư Huệ Minh ngài nói như vậy thì cái ngọn núi trước mắt nó còn đây này, sau nói tiêu mất đi. À, một người nói cho một người trở về nguồn chân thì mười phương thế giới đều tiêu mất, mười phương hư không chứ. À, thì bây giờ xưa giờ biết bao nhiêu người ngộ rồi, sao bây giờ ngồi ngọn núi còn trước mắt đó, cũng như mình bây giờ nhà cửa cây cối còn đủ ở đây nè, nè thì dễ tiêu ở chỗ nào? Nè, cho nên ở đây mình phải hiểu tiêu là tiêu với cái người mà trở về cái nguồn chân, còn mình á là còn ở trong mộng. Còn trong mộng cho nên thì phải dành dành bài sáu thú thấy đủ hết, phải không? Đó, rõ ràng đó. Bởi vì khi mà trở về nguồn chân tức là mình giác ngộ rồi á thì mình thấy suốt trước mắt không có một pháp gì thật hết, không thấy không có một pháp gì thật hết, tức không có gì chướng ngại hết, không gì che ngăn hết, thì nó có cũng như không, không? Cho nên nó không là như vậy, chứ không phải là nó tiêu hết nó thành không, là phải hiểu ý như vậy. Rồi mình hiểu là nó không là nó phải hoại hết thành không, thì vậy là hiểu kiểu đó là hiểu theo cái kiểu gọi là có không. Hiểu kiểu có không thì cũng vẫn nằm ở trong ý niệm có không, là còn đây ngay cái có tức là không, tức là nó có đó mà mình thấy cũng như không, nó không có gì chướng, không gì ngăn hết. Là cho nên ngài thiền sư mà từ đạo hạnh của Việt Nam mình đó, ông có cái bài kệ gọi là tác hữu trần sa hữu đó, tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Tức là có thì muôn thứ có, còn không thì tất cả không, có không trăng đáy nước chớ dính có không không, tức là chớ dính cái có không và cái không, cả cái có không cũng chớ dính luôn nữa. Đó, nghĩa là sao? Nghĩa là ngài nói khi mà thấy có thì không, khi mình thấy có thì cái gì cũng có hết, phải không? Nghĩa tâm mình nó còn có thì thấy cái gì cũng có hết, muôn sự muôn vật đều có hết, không thiếu gì hết. Còn nếu khi mà thấy không, tức là khi tâm mình nó không á, thì sao? Thì cái gì nó cũng không hết. Tâm không thì thấy tất cả đều không, không có nghĩa là một cái bóng dáng gì trước nó hết. Thì về có hay không đó là do từ tâm mình chứ không phải do cảnh bên ngoài. Bởi vậy mà có một vị tục sĩ đến hỏi hòa thượng Tây Đường đó, Tây Đường Trí Tạng đó, hỏi ông đến hỏi ngài Trí Tạng chứ hỏi gì, có thiên đường có địa ngục chăng? Thì ngài Trí Tạng đã có rồi hỏi vậy chứ có Phật pháp tăng tam bảo chăng? Thì ngài Trí Tạng cũng đáp có. Ông hỏi thêm mấy điều nữa, hỏi gì ngài cũng đáp có hết. Thì cái ông cư sĩ đó, ông thưa hòa thượng nói gì vậy e là lầm chăng? Thì ngài biết là ông này chắc cũng có học gì rồi. Thì ngài mới hỏi chứ ông đã từng gặp bậc tôn túc nào rồi mới đến đây chăng? Thì ông đó ông mới thưa con từng gặp hòa thượng Kính Sơn rồi mới đến đây. Thì ngài Trí Tạng đó ngài bảo vậy thì ngài Kính Sơn nói với ông thế nào? Thì ngài ông đó ông thưa ngài nói tất cả đều không, hỏi gì ngài cũng nói không hết, như mình học cái gì cũng không hết, phải không? Đó. Thì ngài Trí Tạng hỏi vậy chứ còn ông, vậy ông có vợ chăng? Ông thưa dạ có. Rồi ngài hỏi còn hòa thượng Kính Sơn thì có vợ chăng? Ông nói thưa không. Thì ngài mới kết luận vậy thì hòa thượng Kính Sơn nói không là phải. Phải không? Tất nhiên là sao? Ông còn có vợ có con có sự nghiệp, ông còn thấy gì cũng có hết, thì tất nhiên là thì ta phải nói có, phải không? Phải không? Còn khi mà ông thấy được không như ngày Kính Sơn đó thì ta mới nói không. Quý vị thấy không? Thì có không là như vậy đó, chứ điều như mình nói gì cũng không không hết mà tâm mới có đầy hết, phải không? Thì ở đây cũng vậy đó, nghĩa là tâm không thì mới thấy gì cũng không hết. Rồi ở đây mới nói rõ lại
có không như trăng đáy nước thôi, tức là như bóng trăng dưới đáy nước, tức là sao? À, tức là đây mới nói lại, nói có nói không nó cũng do mê mà nói thôi, thấy không? Giống như bóng trăng dưới đáy nước rồi thôi, không thể nói cố định là có, cũng không thể nói cố định là không, phải không? Đó. Cho nên quý vị mà nghe hỏi này có hay không, quý vị nói có là cũng chặt, mà nói không cũng chặt, phải không? Thí dụ như bóng trăng dưới đáy nước đó, thì hỏi có hay không, quý vị nói sao? À, nó không, người ta thấy rõ ràng sao nói không, phải không? Còn nó có thì giờ vớt lên đưa đây coi, phải không? Vậy thì quý vị nói sao? À, cho nên chỉ nói là đó là bóng trăng, vậy là sống, phải không? À, cho nên nói có nói không đều kẹt hết, cho nên đây nó có không như trăng đáy nước vậy thôi. À, rồi cuối cùng, cho nên cuối cùng sao? Chớ dính có không, rồi không, tức là chớ có dính trong cái ý niệm có không, và cả cái không có không nữa cũng đừng có dính nữa, thì mới thật sự là người đạt đạo, người tự tại. Tức là trong đó chỉ là thầm biết thôi, gọi là người mà trong đó tự chứng biết thôi, chứ không có lý luận, phải không? Đây là muốn nói rằng cái chỗ này á, là người phải tự chứng nghiệm mình biết thôi, chứ còn lý luận không bao giờ tới. À, bởi vì sao? Khi mà còn trong mộng á, thì thấy gì cũng có hết à. À, còn muốn mà rõ được thì phải tỉnh mộng thôi. Ở trong mộng thì quý vị lý luận cách mấy đi nữa thì sao? Cũng có hết à. Lý luận gì lý luận cũng có hết à. À, cho nên hai câu này là muốn ngầm chỉ người phải tự mình chứng nghiệm lấy, chứ không có thể mà nói suông hay là bàn suông. À, khi mà còn ở trong mộng thì mình nói gì nói, nhưng mà cũng rành rành bài sáu thú, không chạy đâu trốn khỏi hết. À, quý vị bây giờ ở đây á, lý luận cách mấy đi nữa à, thì có khỏi chết không, rồi có khỏi mà sanh không? Lý luận nhưng mà rồi cũng phải có chỗ đi sanh. À, còn muốn đến đó là phải giác thôi, phải tỉnh giác thôi. Cho nên ở đây tỉnh rồi tự nhiên nó vắng bặt cả ba nghìn, chứ còn khi còn mộng thì lý luận gì cũng không tới được hết. À, cho nên nhiều khi đó mình thì mình học thì mình cũng hay thích học, và học thì phải lý luận. À, rồi có khi hiểu được một chút thì muốn lý luận nói cho cao, phải không? Nói gì là cũng không không hết, nhưng mà không phải như vậy. À, nghĩa là chưa tỉnh á thì dù cho mình có nói gì nói thì nó cũng có hết à, phải không? À, cho nên có lần có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, hỏi cho thế nào là người mà ở ngoài ba cõi, thế nào là người mà ở ngoài ba cõi? À, quý vị đáp làm sao? Người mà ở ngoài ba cõi, à, quý vị đáp sao? ngài Triệu Châu, ngài đáp đơn giản, ngài nói ngặt vì lão tăng ở trong ba cõi. À, ông đang ở trong ba cõi, ông muốn hỏi ngoài ba cõi hỏi chuyện xa vời, giờ ông muốn biết cái người ở ngoài ba cõi thì sao? Thì ông phải ra ba cõi thì quyết liền, phải không? Còn ông đang ở ba cõi, ông muốn hỏi là ông tưởng tượng xa xôi, giờ có nói ông cũng không biết, phải không? À, cho nên ngài cho nó giờ lão tăng ở trong ba cõi sao đáp cho ông ngoài ba cõi, phải không? Rõ ràng tức ông muốn biết thì ông phải chứng nhập thôi. À, mình cho nên học ở đây là mình học thiền là phải học kỹ mấy cái đó, chứ nhiều khi là mình nói cho xa. Cho nên, thường thường á cái tập khí của mình á thì hỏi mà sợ mình hỏi mà không nói thì sợ người ta nói mình dốt, phải không? Hỏi nó không được. Còn ở đây thì với ngài đó vậy, ngài đáp vậy giống như ngài nói không được hay sao, dốt không? À, nhưng mà đây là muốn nói rằng muốn biết chỗ đó, muốn đến chỗ đó thì mình phải vào chỗ đó, phải không? À, chứ đừng có sợ mà cứ hỏi cứ nói hoài nó hoài, cứ là theo hỏi đó mà đáp, nhiều khi đáp sai nữa, phải không? Thì thật cái câu hỏi là nó đã sai rồi. Ông chưa ra khỏi ba cõi mà muốn hỏi chuyện ngoài ba cõi, hỏi sao đây, phải không? Đó, cho nên muốn đó thì phải chứng vào đó, ra khỏi ba cõi thì biết liền. Đó, như vậy thì tóm tắt đó, là bốn câu này, phải không? Là muốn nói lên chống ngộ tự tánh thì trong đó đầy đủ diệu dụng không thể nghĩ bàn, phải không? Nghĩa là
mình ngộ được tự tánh, sống trong tự tánh, thì từ tự tánh đó mình ứng dụng ra thì cái gì cũng thành ra cái diệu dụng hết, cũng thần thông hết, phải không? Thứ hai nữa là tỏ ngộ thì sao? Thì nếu tỏ ngộ thì ngay đây liền giải thoát, khỏi phải bỏ đi đâu hết, phải không? Nghĩa là khi còn trong mộng thì rành rành bài sáu thú, khi mà tỉnh rồi thì ngay đây vắng bặt cả ba nghìn, ngay đây là giải thoát chứ không phải tìm đi đâu khác hết. Nhưng mà thường thì cái gì học thì giải thích thì sao, tu là phải giải thoát.